Xin chào các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu ôn tập lại bài tập về lý thuyết về đại cương hoặc hữu cơ và hydrocarbon. Tức là trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu kiến thức đại cương của tất cả các phần hữu cơ và trong đó sẽ nhấn mạnh sâu hơn một chút vào phần hydrocarbon. Và đây là chương khởi đầu khi em bắt đầu nghiên cứu hợp chất hữu cơ và đương nhiên là cái chương mà các em đã được học rất là nhiều rồi. Nhưng vòng này hôm nay ta chốt lại kiến thức trọng tâm và chúng ta sẽ làm một số đề thi học nâng cao về phần này. Vì vậy thì các em chú ý nhé. Càng những cái gì càng cơ bản thì càng phải nắm chắc kiến thức. Vì nếu không ta sẽ bị bẫy ngay trong khái niệm về đề thi. Và càng khái niệm thì càng phải cảnh giác từ ngữ, đúng không ạ? Vậy thì bài đầu tiên ngày hôm nay nghiên cứu về đại cương hữu cơ chúng ta tách thành hai tiết. Tiết 1 ta sẽ tách các phần khái niệm và tiết 2 ta nghiên cứu kỹ phần đồng phân và danh pháp. Vậy thì chúng ta vào phần đầu tiên của tiết 1 ngày hôm nay, các khái niệm kiến thức cơ bản, đúng không ạ? Bài này ta có thể gọi là bài mở đầu. Hóa học hữu cơ. Chúng ta có rất nhiều ngành hóa học, ví dụ ngành vô cơ, ngành hữu cơ, hóa học đại cơ mà cao nhất bây giờ, non trẻ nhất thì là ngành hóa học phát triển nhất, đó là ngành hóa học lượng tử. Nhưng cái ngành hóa học hữu cơ nó có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và là ngành có truyền thống lịch sử lâu đời rồi. Vậy thì đương nhiên đối tượng của ngành hóa học hữu cơ là gì? Là nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. Nghe rất là thừa nhưng không phải chưa chắc đã thấy thế. Vì thế nào là hóa học hữu cơ và nghiên cứu hợp chất hữu cơ? Vậy thì đối tượng trong cái chuyên đề này, ví dụ như em có một phương trình phản ứng có chất vô cơ tác động với chất hữu cơ, thì cái đối tượng mà em nhắm vào sâu nhất thì phải là đó hợp chất hữu cơ. Vai trò của hợp chất hữu cơ trong phương trình đó là gì? Vậy thì thế nào là hợp chất hữu cơ? Chúng ta phải nắm chắc thật khái niệm thôi. Đi vào phần đầu tiên, một là mã khái niệm về hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của nguyên tố carbon. Nghe rất chung chung đúng không ạ? Nhưng phải rất chú ý vào là hợp chất của carbon thì trong chương vô cơ chúng ta có chương carbon silic, đúng không ạ? Vậy thì đã là hợp chất hữu cơ thì không được phép là hợp chất vô cơ nữa. Vì vậy ta phải loại trừ những chất nào của vô cơ mà chứa carbon. Vậy thì khái niệm như sau, là hợp chất hữu cơ. Là hợp chất hữu cơ có là hợp chất của nguyên tố carbon. Là hợp chất của nguyên tố carbon. Tức là bắt buộc nó phải là có nguyên tố carbon rồi. Nguyên tố carbon. Nhưng phải trừ đi những hợp chất nào mà vô cơ có carbon. Trừ cái gì? Trừ thứ chất nhất là trừ khí carbon oxide. Trừ thứ hai là khí CO2. Và cái thứ ba có vô cơ đó là những hợp chất mà chứa carbon học là nhôm carbua hoặc là canxi carbua. Tức là những hợp chất carbua của kim loại gồm có kim loại với carbon. Hoặc là nhôm carbua thì nó rất là quen Al4C3, đúng không ạ? Chưa xong. Tất cả axit carbonic nữa chứ, đúng không? Axit carbonic. Và trong đó có cả muối carbonat, ví dụ như hydrocarbonat HCO3- và muối CO3-2- là một. Và kể cả hợp chất CN nữa, HCN và CN- muối CN- chấm chấm chấm. Nhưng chính thế khái niệm sách khoa chỉ phân tích này thôi, nhưng đi thi họ vẫn lừa các em được. Ví dụ vì sao? Cùng là muối carbonat nhưng carbonat của amin khác và carbonat của kim loại khác. Carbonat của amin thì là chất hữu cơ, còn carbonat của kim loại hoặc là hydro thì là hợp chất vô cơ. Như vậy thì lưu ý thêm ở đây là gì? Những cái trường hợp này này, nó thường là của kim loại hoặc là cation amoni N4+ hoặc Mn+ kim loại. Đấy, các em phải chú ý điều này. Những hợp chất này nó chắc chắn phải là muối vô cơ khi nó là Mn+. Còn nếu giờ thay vào amin C3N+ thì khi đó là hợp chất hữu cơ. Đó là cái lưu ý. Vì vậy trong bài thi chúng ta có một câu hỏi nghe rất đơn giản là trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào là chất vô cơ, chất nào chất hữu cơ, hoặc là đếm số hợp chất hữu cơ cho thầy. Thầy lấy ví dụ bài tập 1. Bài tập 1. Cho các hợp chất sau. Cho các hợp chất sau này có bao nhiêu chất là hữu cơ, là hợp chất hữu cơ. Thầy viết tắt nhé. Có bao nhiêu chất là hợp chất hữu cơ. Ta lấy ví dụ như người ta cho chúng ta là NaHCO3 yeah. NH4 hai lần CO3 đấy. KCN C2H5OH yeah. Hoặc là chúng ta nhìn thấy cái hợp chất này là HCN. Đấy.
C6H5ONA, C6H6, hoặc chúng ta có CCl4, hoặc ta có CHCl3, hoặc chúng ta có CH3NH3 hai lần CO3, đúng không ạ? Thêm chất rất quen thuộc, hoặc ta có là C2H5ONA, và chúng ta có CH3CN, C3Cl, C2H5NO2. Đây, để bài cho chúng ta các chất này, hỏi rằng là đến chúng ta là có bao nhiêu chất vô cơ, bao nhiêu chất hữu cơ, và đương nhiên ở đây thầy chỉ đếm hữu cơ thôi. Rõ ràng cái trường hợp thứ nhất là muối hydrocarbonat, đây là của kim loại, vì vậy trường hợp này là chất vô cơ của natri. Trường hợp hai cũng là muối carbonat, như là của amoni, thằng này cũng là vô cơ. Trường thứ ba, KCl, kali cyano hay là kali cyanat, muối cyanat, vậy thì thằng này cũng là của kim loại, vô cơ luôn. C2H5OH thì quá quen thuộc rồi, thì đây là rượu ancol ethylic chấp hữu cơ rồi. HCl, axit vô cơ. C6H5ONA, muối natri phenolat, benzen, hợp chất hữu cơ. CCl4, chắc chắn là dung môi hữu cơ carbon tetra clorua. Tại sao nó là hữu cơ? Vì nó không nằm trong hợp chất loại trừ vô cơ đấy. Không phải là oxit, không phải là carbo kim loại, cũng không phải là gốc axit của carbonat hoặc cyanua. Vậy thì nó cũng là hợp chất hữu cơ. Tương tự như vậy, đây cũng là hợp chất hữu cơ chloroform CHCl3. Hai chất này là dung môi hữu cơ, đã học rất là nhiều rồi. C3NH3 metin amoni carbonat. Khi em mới học ở lớp 11 thì thầy cô chưa thể đánh đố chất này được, nên về tầm mấy giờ học hữu cơ. Nhưng khi em ôn thi đọc xong hết rồi, học hết chương trình polymer, xong hết chương trình 12 rồi, thì khi soạn đề người ta sẽ ra được ý tưởng rất hay. Vì đây, C3NH3CO3, nhìn qua tưởng muối carbonat nhưng đây là của gốc hữu cơ amin, vậy thì chất này là hữu cơ. C2H5ONA thì đây sẽ là muối, như là muối hữu cơ natri etinat. C3CN, HCN thì vô cơ, KCN thì vô cơ, nhưng C3CN thì là hữu cơ gốc metin. Cũng thế, gốc nitro này, nếu HNO2 thì là vô cơ, nhưng C2H5 thì lại là hữu cơ, nó phải có nguyên tố carbon, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có tất cả bao nhiêu chất hữu cơ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hợp chất hữu cơ. Chia đáp án đó là 9 hợp chất hữu cơ. Để kèm chú ý nhé, ngay khái niệm hữu cơ thôi thì nó soạn một đề thi đã có thể đánh đố được học sinh rồi. Và thực tế là đấy là chưa phải là khó nhất. Có những chất mà ranh giới giữa vô cơ, hữu cơ nó không được rõ ràng, minh bạch lắm, thì ta phải chú ý cứ theo khái niệm mà làm. Chúng ta học theo phương pháp loại trừ, trừ những thằng vô cơ ra thì đó là hữu cơ, nhưng phải đảm bảo là có nguyên tố carbon. Và thì tóm lại ở phần một la mã này, ta biết rằng hợp chất hữu cơ là của carbon. Từ đó ta suy ra ý thứ hai em ạ, đặc điểm của chất hữu cơ là gì? Đặc điểm của hợp chất hữu cơ, hợp chất hữu cơ ở đây, cái thuyết cấu tạo Boulerov hóa học hữu cơ thì không nhắc lại nữa, vì carbon hóa trị 4 thứ tự liên kết là lần liên kết sau, vì nó quá cơ bản rồi. Nhưng cái đặc điểm chất cơ này, các em chú ý thầy ba cái ý sau. Ý nhất đó là nó về thành phần, và ý thành phần này mới chia được ý khác nhé. Thứ nhất là ý về thành phần nguyên tố, thành phần. Thì không lẽ nào em thấy là để ý là tất cả chất hữu cơ khi em đặt ẩn vào chất hữu cơ, người ta thường đặt là CX, HI, OZ, NT, rồi halogen, rồi đến kim loại, rồi đến đồng bạc vàng tí sau. Tức là gì? Chất hữu cơ có thể có cả kim loại, có cả phi kim, nhưng cái nguyên tố mà viết nhiều nhất 100% xác suất phải có mặt đó là carbon. Đến thứ nhì nguyên tố, hàng triệu chất đó thì rất rất nhiều chất sẽ chứa hydro, tiếp theo đến oxy, đến nitơ. Tức là các chất này không phải viết theo một thứ tự ngẫu nhiên, mà thường người ta hay tổng quát theo thứ tự cái tần suất xuất hiện của các nguyên tố này từ nhiều nhất cho đến ít lần nhất. Vì vậy thì thành phần nó chủ yếu chứa thì chắc chắn phải có oxy, chắn phải có carbon. Và thường hay gặp những thằng này, hay gặp oxy, hydro, nitơ, halogen vân vân.
halogen. Và có đương nhiên có cả kim loại, không loại trừ nhá, có cả kim loại. Để em không được phiến diện anh bạn, nó chỉ có mỗi vô cơ, chỉ có mỗi phi kim thôi, không được, có cả kim loại. Thích kim loại vàng, bạc, đồng có hết. Nhưng chủ yếu chúng ta sẽ thấy là hầu hết là phi kim. À vậy thì nếu là chủ yếu là phi kim, vậy thì liên kết giữa các phi kim với phi kim thì lại là liên kết cộng hóa trị. Vậy từ đó suy ra nhớ một điều là liên kết hóa học chủ yếu. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. Cộng hóa trị. Đấy. Thì cái chuyên đề này rất tốt cho các em để ôn tập trước khi ta làm đề. Ôn lại toàn bộ kiến thức trọng tâm nhất, không liên kết hết, nhưng kiến thức bắt buộc phải có để mà anh làm đề thi. Và khi làm trắc nghiệm cũng thế. Vậy thì lấy ý thứ nhất để suy ra ý thứ hai. Đã là liên kết cộng trị rồi thì ta có hai liên kết học chủ yếu. Trong hữu cơ chủ yếu thì ta có liên kết ion này, liên kết cộng hóa trị này. Còn liên kết kim loại ta học ở vô cơ rồi. Vậy thì liên kết ion rất bền so với liên kết cộng hóa trị. Và vì liên kết cộng trị kém hơn, từ đó suy ra chính liên kết cộng bền thành ra là đã là ion thì 100% là chất rắn. Còn cộng hóa trị thì trạng thái có thể là chất rắn, có thể chất lỏng, rắn có thể lỏng, có cả trạng thái khí. Không như ion, ion là 100% rắn luôn. Cứ hợp chất nào ta nhìn thấy là chất rắn là có liên kết ion. Vâng. Rắn, lỏng và khí. Và đương nhiên vì nó liên kết không bền lắm thì nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi nó thường không cao. Ví dụ amino acid nóng chảy khoảng trên 200 độ C thôi. Trong khi đó vô cơ NaCl chẳng hạn đến 2050 độ C mà nóng chảy. Vậy ý thứ hai, có nhiệt độ nóng chảy và sôi không cao. Ý thứ ba, vì nó không bền nữa thành ra nó hay bị dễ cháy. Hợp chất hữu cơ em thấy là bao giờ cũng bài tập đặc trưng ở hữu cơ là bài phản ứng đốt cháy. Vì hầu hết thằng nào cũng cháy hết. Vô cơ thì có thằng cháy và nhiều thằng không cháy nổi vì nó bền hơn. Và ý thứ ba cũng là ý gây khó khăn cho học sinh và cũng là ý mà quyết định người nào biết cách học hữu cơ hay không. Đó là gì? Nếu trong phản ứng vô cơ một phản ứng một em không biết, hai là em biết ra sản phẩm và cái đứa biết ra sản phẩm thì đáp án chỉ có một. Ví dụ natri cộng clo ra gì? Chắc chắn chỉ có thể NaCl. Nhưng hữu cơ thì nhiều khi là phản ứng A cộng B, lúc thì sinh ra chất C1, lúc thì sinh ra chất C2, lúc thì sinh ra chất C3. Trong đó tỷ lệ phần trăm C1 chẳng hạn là 99%, còn C2, C3, C4, C5 chỉ khoảng 1% thôi. Tức là gì? Phản ứng hữu cơ thường xảy ra theo nhiều hướng khác nhau, mỗi hướng lại ra lại sản phẩm khác nhau. Và khi đó chúng ta phải quan tâm nhất sản phẩm tạo ra nhiều nhất, đó là sản phẩm chính, và chỉ quan tâm sản phẩm chính là chủ yếu. Vậy thì ta nhớ đặc điểm thứ hai là phản ứng hữu cơ thường xảy ra theo nhiều hướng khác nhau. Và tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau. Trong đó sản phẩm tạo ra nhiều nhất gọi là sản phẩm chính. Sản phẩm tạo ra nhiều nhất là sản phẩm chính. Vậy thì mặc dù là cái ba luận điểm này rất là cơ bản thôi, nhưng thầy vẫn muốn ôn lại cho các em để hiểu nguyên tắc học hữu cơ. Chúng ta sẽ gặp những bài thi đại học có hai dạng bài. Một là đếm tất cả các sản phẩm sinh ra. Khi đó thì anh không cần biết, anh tạo ra tất cả hướng, không quan tâm chính phủ nữa, đếm tất 1% đếm. Nhưng nếu ta bảo là hãy hoàn thành sơ đồ phản ứng đi, thì trong cái sơ đồ phản ứng đấy các em chỉ được phép viết sản phẩm chính thôi, không viết sản phẩm phụ. Thì đó là hai dạng bài tập khác nhau. Anh phải phân biệt được đâu là chính, đâu là phụ, dựa vào các quy tắc người ta được bổ sung thêm. Vậy đây là ba ý quan trọng nhất của hợp chất hữu cơ, trong đó thầy lưu ý thứ nhất và ý thứ ba, đúng không ạ? Thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu tiếp phần 3. Đó là gì? Một cái dạng bài lý thuyết mà các em rất hay ngại, đó là bài tập về tách tinh chế hợp chất hữu cơ. Bài tập này xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống vì thường nó xảy ra theo nhiều hướng. Và khi xảy ra theo nhiều hướng khác nhau thì anh có nhiều sản phẩm. Tôi chỉ cần một sản phẩm chính thôi. Vậy ta phải có phương pháp để tinh chế hay tách riêng sản phẩm chính ra khỏi hỗn hợp sản phẩm đó. Và chúng ta vào phần 3 là các phương pháp tách riêng thực chất, hoặc đơn giản hơn là tinh chế, chỉ cần lấy cái chất chính thôi, chất nào bẩn bỏ đi hết, hợp chất hữu cơ. Các
Các phương pháp tách và tính chiếm chất thực cơ hiện nay khoa học phát triển rất là rộng và quá nhiều phương pháp hay hiện đại. Nhưng ba phương pháp nền truyền thống nhất hay sử dụng nhiều nhất, cơ bản nhất đó là thứ nhất, phương pháp chưng cất. Thế nguyên tắc của phương pháp chưng cất là gì? Chúng ta thường tách các chất lỏng ra khỏi nhau. Ví dụ như có hai chất lỏng hòa vào nhau, không thể lấy cái môi đâu hút ra được. Vậy thì ta đun nó lên. Hai thằng đó nhiệt độ sôi khác nhau thì thằng nào nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ bay ra trước. Còn chất lại gọi là chưa sôi ở chất lỏng. Vậy ta đã tách được chất lỏng và chất khí ra khỏi nhau. Vậy thì bản chất phương pháp chưng cất là gì? Đó là tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau. Tách các chất lỏng này có nhiệt độ sôi khác nhau. Nếu nhiệt độ sôi khác nhau càng lớn thì khi đó càng dễ tách. Chúng ta có ví dụ như trường hợp này, chúng ta có một hỗn hợp chất lỏng hòa tan vào nhau là A và B. Trong đó giả sử như nhiệt độ sôi của A lại bé hơn nhiệt độ sôi của B. Được chưa? Bé hơn nhiệt độ sôi của B. Vậy thì khi đó là gì? Khi đó chúng ta đun lên. Thì khi đun lên, giả sử từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao thì anh nào sôi trước? Thì rõ ràng vì A nhỏ hơn thì phải đi qua điểm A trước, thì anh thấy là A sẽ sôi trước, thằng A sẽ sôi trước. Và khi sôi thì A sẽ biến thành hơi hoặc là khí tùy trạng thái. Còn B khi đó vẫn là chất lỏng. Vậy thì rõ ràng là mình sẽ tách được B là chất lỏng ra khỏi A là chất hơi. Ta tách được hai chất rất sạch ra khỏi nhau. Và khi đó muốn quay trở về A lỏng, người ta chỉ dùng phương pháp là làm lạnh hay là ngưng tụ nó lại. Làm lạnh hay gọi ngưng tụ thì chúng ta kết quả sẽ thu được A lỏng trở về ban đầu. Và ở đây ta thường sử dụng cái ống nhiệt sinh hàn để làm lạnh nó, đúng không ạ? Phễu sinh hàn ruột thẳng hoặc ruột gà như trong sách giáo khoa nghiên cứu. Và các em chú ý thầy là đề thi 2014 trở đi bắt đầu xuất hiện dạng bài là hình vẽ dụng cụ thí nghiệm. Vậy có thể đề thi họ cho em một hình vẽ hỏi cái này dùng để làm chức năng gì? Thì trong trường hợp này để làm lạnh họ dùng một cái ống sinh hàn, tức là khi đó cho nước lạnh chạy qua và trong cái ống rất hơi để trao đổi nhiệt với nước lạnh và làm cho nó bị ngưng tụ thành chất lỏng. Đấy. Thế bài tập này trong cuộc sống áp dụng ở đâu? Ta thường có hai ví dụ. Thứ nhất đó là bài chưng khan rượu, chưng cất rượu. Và ở đây các em phải có vốn kiến thức cuộc sống một chút. Rượu ta đều chế ra thường hay lẫn nước. Bây giờ rượu, độ rượu. Thí dụ như bây giờ tôi có rượu rất là loãng 20 độ, tôi muốn thành rượu 40 độ thì tôi phải bay bớt nước đi. Ta trở về bài rượu, đúng không ạ? Và muốn bay bớt nước đi rất đơn giản, họ đun lên. Thì đặc điểm là rượu có nhiệt độ sôi là 78,3 độ C. Đấy, nhiệt độ sôi của rượu. Ethylic nhé, thì nói rượu là cái hiểu ethylic rồi, 78,3 độ C. Còn nhiệt độ sôi của nước thì bạn nào cũng biết rồi, là 100 độ C. Rồi như bạn hay coi thử nước là bản nước bay hơi trước là sai rồi. Khi đun nhiệt độ từ thấp lên cao, rượu sôi trước. Có một đặc điểm rất hay là khi đun nóng lên thì rượu cho đến khi mà cái nhiệt kế nó chỉ 78,3 độ C thì khi đó nhiệt độ sẽ không nhích lên thêm một chút nhiệt độ nào nữa. Vì sao? Trong quá trình đó rượu bắt đầu bay hơi. Khi nhiệt độ nhích lên là 79 độ hay là 80 độ thì chứng tỏ giai đoạn đó rượu đã bắt đầu hết. Và họ bắt đầu đun tiếp lên thì bắt đầu đến nước sẽ bay hơi. Đương nhiên chúng ta không được rượu 100 độ đâu, chỉ khoảng 90 độ trở lên thôi. Và khi đó phải dùng phương pháp khác nữa. Đó là ví dụ thứ nhất. Vậy rõ ràng là hai chất nhiệt độ sôi khác nhau. Anh nào thấp hơn, sôi trước. Hay ví dụ thứ hai, thầy ôn lại cho các em bài ôn thi học là gì? Trong cái đề thi chúng ta hay nói là hãy nêu phương pháp nào để mà nâng cao hiệu suất phản ứng este hóa. Ví dụ C3COH cộng với ancol ethylic C2H5OH. Đặc điểm phản ứng hai chiều và phải dùng xuất tác hạt muốn đậm đặc. Thầy không phân tích ý đấy nữa mà thầy phân tích ý khác, đó là gì? Để cân bằng chuyển dịch hai chiều bên tay phải thì người ta dùng phương pháp là thu hồi liên tục este. Làm thế nào thu hồi este? Đun lên. Người ta gọi là phương pháp chưng cất liên tục để thu lấy este. Thế tại sao như thế? Hỗn hợp phản ứng hai chiều lúc nào sản phẩm có rượu, có axit, có este, có nước. Và tất cả hiện nay là hỗn hợp lỏng với nhau, hòa vào nhau. Thế tách ra bằng cách nào? Đun lên. Thì thằng nước này 100 độ C
100 độ C. Este là nhiệt độ rất thấp, dưới 100 độ C, dưới cả nước, dưới cả rượu, dưới cả axit. Vì este không có liên kết hydro, 78,3 độ C. Thằng axit này 118 độ C, este thấp hơn tất cả ba thằng này. Vậy thì rõ ràng người ta giải thích ở bài cũ là vì thằng này không có liên kết hydro, nhiệt độ sôi sẽ thấp nhất. Và đến khi đun lên ta thấy rằng nhiệt độ từ thấp lên cao, este sẽ sôi ra đầu tiên, bay hơi trước, ta thu được este nguyên chất. Thích làm nữa thì tiếp theo ta sẽ thu được hơi rượu, làm nữa ta thu được hơi nước và làm cuối cùng ta thu được hơi axit. Vậy phương pháp này em thấy trong cuộc sống dùng phổ biến khá nhiều. Phương pháp thứ hai là phương pháp chiết. Bản chất là gì? Để tách các lớp chất lỏng, ra khỏi nhau. Nhưng các lớp chất lỏng này phải yêu cầu là gì? Không tan vào nhau. Lỏng này không tan vào nhau. Tách các lớp chất lỏng không tan vào nhau, được chưa? Dựa vào gì? Khối lượng riêng khác nhau, dựa vào độ tan và các dung môi khác nhau. Ví dụ đơn giản trong cuộc sống là gì? Chúng ta có nước và chúng ta có dầu mỡ. Thế vậy thì nước nặng hơn ở dưới, dầu mỡ ở trên, nổi lên trên. Và để tách ra, người ta dùng một cái thiết bị đó là phễu chiết. Thì cái phễu chiết này cấu tạo như nào? Một cái miệng này, một cái bình cầu thủy tinh này, và phía dưới thắt lại. Đấy, thắt lại. Vậy thì các lớp chất lỏng ra khỏi nhau này. Đấy. Nếu chất lỏng A có khối lượng riêng lớn hơn B thì A phía dưới, B phía trên, và ta thu được dần dần các lớp chất lỏng ra khỏi nhau. Đấy. Với điều kiện là hai thằng này phải không tan vào nhau. Vậy là dựa vào khối lượng riêng khác nhau, dựa vào độ tan khác nhau. Vì vậy để làm việc này họ phải thường chọn một cái dung môi nào mà hòa tan A nhưng không hòa tan B, hoặc ngược lại. Ví dụ như ta có bài tập là tách riêng. Ví dụ như là tách riêng dầu mỡ này. Tách riêng dầu mỡ. Dầu mỡ ra khỏi nước. Hai bài tập thứ hai là hai khi sử dụng tinh dầu bạc hà, họ hay thu được là lớp chất lỏng, cái lớp tinh dầu nổi lên trên so với bề mặt nước. Với cái lớp tinh dầu đấy, tinh dầu sau khi họ dùng phát trưng cất, họ được hỗn hợp hai chất lỏng, tinh dầu và nước. Khi đó lại phải tách tinh dầu nước ra, khi đó phải dùng một cái phễu chiết này, đúng chưa? Hoặc ví dụ thứ hai điển hình là gì? Đó là bài tập tách riêng. Tách riêng benzen. Thầy lưu đề bài, các em có thể dở lại cái chuyện này để ôn lại cho thầy. Em có thể xem lại cái video về aniline, cái chế bài đó. Aniline và phenol. Đấy. Xem lại cái bài tập đặc biệt. Bài tập này có thể bài tập minh chứng điển hình nhất cho phương pháp chiết. Ban đầu dùng dung môi HCl, sau đó dùng dung môi NaOH để tách các lớp chất lỏng ra khỏi nhau. Phương pháp cuối cùng đó là phương pháp kết tinh. Phương pháp này ít dùng nhất trong hữu cơ. Đúng không? Và trong bài tập là hơi ít hơn. Là gì? Các chú ý hiện tượng cuộc sống là ví dụ như chúng ta hòa tan ở nhà ta ngâm nước mơ chẳng hạn. Khi ngâm thường hay ngâm trong nước hơi ấm ấm một chút. Đúng không? Và hay là hòa tan nước muối chẳng hạn. Hòa tan trong nước muối 100 độ C đi. Nhưng khi mà đầu trời bắt đầu lạnh, nó xuống nước bắt đầu hạ nhiệt độ xuống. Ở dưới đáy của cái chai nước đó sẽ xuất hiện một lớp muối kết tinh ra. Ở đây gọi là muối kết tinh chứ không phải muối kết tủa. Vì sao? Vì cái độ tan của muối nó biến thiên theo nhiệt độ. Ở nhiệt độ cao anh có thể tan nhiều, nhưng nhiệt độ thấp hơn chúng ta sẽ tan ít hơn. Và cái lượng muối tách ra khi hạ nhiệt độ xuống, người ta gọi là lượng muối kết tinh. Vì vậy phương pháp này chuyên dùng làm gì? Để tách các chất rắn có độ tan khác nhau theo nhiệt độ ra khỏi dung dịch. Phương pháp này dùng để tách riêng các chất rắn. Các chất rắn có độ tan khác nhau, độ tan khác nhau theo nhiệt độ. Đấy. Thường bài tập này em thấy trong bài thi đại học 3 năm ta thường rất ít xuất hiện. Và thực ra phương pháp này chuyên dùng một chất gì? Chất rắn và có độ tan. Còn hai phương pháp trên là chất lỏng và chất khí. Vậy thì thầy đã cùng nhau cho em tất cả ba phương pháp điển hình. Và đi thi người ta sẽ cho em một số ví dụ chất em không hề biết gì. Nhưng các giai đoạn động tác của họ, họ nói là đun, họ là trưng cất, họ là chiết thì em phải hiểu đó là phương pháp gì.
Chúng ta sẽ sang nghiên cứu phần tiếp theo khó hơn của bài là 45 mã liên kết hóa học. Trước khi sang phần liên kết hóa học thì thầy muốn ôn lại cho các em một chút nữa về phần các loại công thức cấu tạo. Đương nhiên là phần này phần quá quen thuộc rồi, nhưng thầy sẽ ôn lại để em phải chắc lại một kiến thức nâng cao lên và đi thi tránh nhầm lẫn đáng tiếc. Ví dụ chỉ đếm sai một số C khi họ biết thu gọn lại rất lãng phí bài thi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có tất cả là 3 loại công thức cấu tạo. Thì trước tiên thầy hỏi liên kết cấu tạo là gì đã. Thì liên kết cấu tạo chính là liên kết để biểu diễn thứ tự liên kết. Chỉ cần biết là anh nào đứng trước, anh nào đứng sau thôi. Không quan tâm đứng trên, đứng dưới, đứng trái, đứng phải gì cả. Chỉ biết là A đến B đến C. Rồi, và thứ tự hai là gì? A liên kết B, C theo liên kết đơn, đôi hay ba. Và liên kết cấu tạo nó đảm bảo em hai ý. Một là thứ tự liên kết, hai là cách thức liên kết. Đơn, đôi hay là ba. Và để khi triển nhất, mất công nhất thì đó là công thức cấu tạo đầy đủ. Thầy lấy ví dụ đơn giản này. Công thức cấu tạo đầy đủ. Đầy đủ. Và thứ hai là công thức cấu tạo rút gọn. Và thứ ba là công thức cấu tạo rút gọn nhất. Công thức cấu tạo rút gọn nhất. Tức là không thể rút gọn hơn nữa rồi, đúng không ạ? Ta đơn cử một chất này, đó là chất isopentan CH3CH2CH3. Thầy cho thêm một cái nhánh vào đây. Đây là công thức cấu tạo rút gọn rồi. Viết gọn lại một chút. C. Thế nào là công thức cấu tạo đầy đủ hay gọi là công thức cấu tạo khai triển đấy? Xung quanh C phải đủ 4 hóa trị. Như vậy thì chúng ta nhìn đây, 4 hydro phải viết tách hẳn ra này. Đây là 1, 2, 3 thì còn lại 1 hydro này. Đây thì còn lại 2 hydro này, đúng không ạ? Và đây thì còn lại 3 hydro này. Thì rõ ràng là công thức này viết hoa cả mắt rồi, đúng không ạ? Vậy thì sang công thức cấu tạo rút gọn, chúng ta sẽ làm gì? Sẽ lược hơi bỏ hết liên kết C với H đi. Chỉ còn lại viết CH thôi. Ví dụ như đây là CH3 xong điểm nhất. Và thậm chí có thể bỏ liên kết CC cũng được, nếu khi người ta mất cả CC. Thì khi đó nhóm thứ hai sẽ là CH2. Nhưng khi bạn nào đi thi đo áp lực phòng thi tâm lý căng thẳng quá, ta viết gọn lại ví dụ thằng này. Và đây còn thằng 3 hydro nữa. Em chú ý đi thi nhiều khi quên một cái nhánh là hết hỏng cả bài rồi. Đứng đây là gì? CH này. Yeah. Và chỗ này này, CH3, chỗ này CH3, hai thằng CH3 giống nhau, viết gọn lại thành CH3 tất cả hai lần. Đấy. Như bạn đang đi thi không để ý từ CH3 ở chỗ đầu mạch này, CH3 này CH3 của cái thằng CH và một CH3 ở cuối mạch. Vậy các em phải chú ý công thức cấu tạo tôi gọi là gì? Lược bỏ hết cái liên kết CH và CC đi, viết gọn lại. Công thức thứ ba tôi gọi nhất là gì? Tất cả điểm CHX này, CH3, CH2 này coi là một điểm chấm thôi. Vì vậy thằng này 1, 2, 3, 4 C mạch thẳng. 1 chấm này, 2 chấm này, 3 này, 4 này. Chúng ta phải vẽ đường dích rắc. Chứ bạn nào vẽ em thèm vẽ đường thẳng băng rồi em chấm 4 điểm là không công nhận, được chưa? Vậy thì một cái điểm này là CHX, cụ thể điểm này là điểm CH3, điểm này điểm CH2. Cái điểm này có thêm CH3 nữa thì phải vẽ thêm một cái nhánh nữa. Thì đây chính là CH3 này. Tức là mỗi điểm này không nói năng gì cả thì đó chính là một nhóm CHX. Các em chú ý thầy nhé. CHX. X này có thể là 1 cho đến 3. Thì đây là công thức cấu tạo rút gọn nhất. Thay sang đơn cử chất thứ hai cũng dễ thôi, không gì khó khăn cả. CCBR Etin bromo. Và triển khai như bình thường, hydro. Đây là H và H. Thì trong trường hợp này tôi có thể bỏ hết cả liên kết đơn đi. CH3 là 1, CH2 là 2 và gắn luôn bro. Đây, gắn luôn bro. Các em chú ý. Và chuyển sang công thức rút gọn nhất thì đây là 2C 2 điểm này, 1, 2 này. Và đến đây các em phải viết sang bên này là brom. Nếu không viết brom thì người ta sẽ hiểu luôn cái này là điểm C nữa thành 3C. Và chúng ta sẽ thấy là đây chỉ có 2 điểm thôi. Điểm thứ nhất là điểm CH3 này. Và đây là điểm CH2 và đây là brom. Công thức cấu tạo rút gọn nhất. Khó hơn chúng ta phải lấy sang phân tử là axit chẳng hạn, đúng không? CH3C nối đôi đi, phải cho một axit acrylic đi, nối đôi OH. Thế là công thức cấu tạo khai triển đây, đầy đủ đây. H khai triển, đúng không? Đầy đủ. Và bên này là chúng ta sẽ còn lại 2 hydro nữa.
Và chuyển sang công thức cấu tạo rút gọn thì sẽ là gì? CH2 nối đôi không được ăn bớt CH, đúng không? Nhiều đề họ biết gọn lại chúng ta vẫn phải dò, ví dụ họ biết CH2 CH cũng phải theo quy tắc hóa trị và biết rằng nó có một nối đôi. Và đến đây cuối cùng nó viết gọn thành là COOH, trong trường này viết quen rồi. Có lẽ ra phải viết C nối đôi O và OH, nhưng vì nó quá quen ta hay viết thành COOH. Chuyển sang hành xác công thức cấu tạo mới là vấn đề. Một liên kết đơn này, C với C này, nhưng vì C với C ở đây lại có liên kết đôi cơ, vậy thì phải giả nó thành một liên kết pi ở đây nữa. Xong ta được hai C đôi, thêm một cái C nữa, vẽ lên vẽ xuống tùy kèm, chỉ cần vẽ đường gấp khúc vào được. Xong C này thì có liên kết với một đôi O và một nhóm OH, thì đây là O này và đây là OH này. Đây thì rõ ràng không? Thế các em phải nhớ là cái điểm mà không nói năng gì cả, cái điểm này này, thì điểm này chính là C. Còn đây là CH, là CH2. Vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn lại thầy một số điển hình đặc trưng nhất của công thức đầy đủ, hay là gọi là công thức khai triển, công thức rút gọn và công thức rút gọn nhất. Từ đó ta chuyển sang phần năm la mã, đó là liên kết hóa học trong chất hữu cơ. Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ. Trong hợp chất hữu cơ thì đây có thể nói là một phân tầng kiến thức rất rõ ràng, phân loại học sinh. Phần đầu rất dễ, nên cái phần cuối của phần này thì rất nhiều bạn sẽ kêu oai oai là khó quá. Nên đương nhiên trong bài giảng này thầy cố gắng phân loại một chút để bạn nào khả năng tư duy tốt có thể phấn đấu đến điểm 9, 10. Và phần cuối cùng của phần này thì đó thường là những học sinh phấn đấu điểm cao. Còn những bạn nào phấn đấu điểm 6, điểm 7 theo thầy nghĩ cũng không phải là hiểu 100% thì rất là khó. Nhưng để đọc được đáp án thầy vẫn có thể giúp các em làm được điều đó. Cụ thể như nào? Chúng ta lại nhắc lại là vấn đề là gì? Trong một chất hữu cơ liên kết chủ yếu của chúng ta là giữa các phi kim với phi kim, và đó chính là liên kết cộng hóa trị. Vậy thì đầu tiên thầy nhắc lại cho em thế nào liên kết cộng hóa trị đã. Liên kết cộng hóa trị thì đó là liên kết bởi hình thành như nào? Bởi một hay nhiều cặp E góc chung. Hai nguyên tử bỏ cặp E, bỏ E ra góc chung, đúng không ạ? Là liên kết được hình thành bởi một hay nhiều cặp E góc chung. Cặp E góc chung. Các phi kim đều thiếu E, carbon thiếu 4, hydro thiếu 1, oxy thiếu 2. Thiếu bao nhiêu nó góc bấy nhiêu. Ta lấy ví dụ đơn cử nhất là trường hợp phân tử hydro, mặc dù không phải hữu cơ nhưng thầy ôn lại cho em. Mỗi thằng hydro chỉ có một E thôi. Vậy thì hai thằng cùng tiến lại với nhau, vì hai thằng đều thiếu tiền phải góp chung để mua đồ hết. Và khi góp chung thì phải dùng chung đôi E đó ở chính giữa hai nguyên tử. Thì đây là một cặp E dùng chung nha. Và công thức này gọi là công thức electron. Chuyển sang công thức cấu tạo là H liên kết một gạch với H, và một cặp E được biểu diễn bởi một gạch nối. Và đây gọi là công thức cấu tạo. Các em thật chú ý thầy. Và với công thức cấu tạo này, chúng ta thấy rằng liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị này có thể chia thành những loại liên kết nào? Cộng hóa trị họ chia thứ nhất là liên kết đơn. Liên kết đơn. Liên kết đơn là liên kết được hình thành bởi một cặp E góc chung. Một cặp E góc chung. Và được biểu diễn bởi một gạch nối. Và gạch nối này lại có tên là liên kết sigma. Liên kết sigma. Vậy các em chú ý nha. Liên kết sigma. Và trong liên kết sigma này thì vậy thích nói liên kết sigma được, mà nó liên kết đơn trong trường này không sợ hiểu lầm. Nhưng sang trường thứ hai, đó là liên kết bội, hay gọi là liên kết đa đấy. Liên kết bội thì lại gồm hai cái, thứ nhất là liên kết đôi. Liên kết đôi. Hai gạch. Trong đó sẽ một sợi là sợi sigma, một sợi thứ hai là sợi pi. Sợi thứ nhất là sợi sigma, sợi thứ hai là sợi pi, và thứ hai là liên kết 3. Được hình thành bởi hai cặp biểu diễn bằng ba gạch nối. Trong đó một sợi sigma và hai sợi pi. Một sợi sigma, hai sợi pi. Một cái câu hỏi mà các em rất hay bị mắc bẫy đó là gì? Cái độ bền của các liên kết này như nào? Thì ta thấy rằng ôn lại bài cũ, độ bền liên kết sigma bền hơn liên kết pi. Trong cùng một điều kiện
dãy sigma chưa đứt thì có khi sợi pi đã đứt rồi, đúng không ạ? Chính vì do đó trong ba sợi này, đơn, đôi, ba sợi nào bền nhất, thì học sinh rất hay mắc lỗi là nói rằng đơn bền nhất rồi đến đôi đến ba, là các em hiểu sai rồi. Các em lưu ý lại thầy chốt lại lần cuối là gì? Liên kết đơn thì gồm một sigma, trong đó đôi thì gồm một sigma và gia cố thêm một sợi pi, ba thì gồm một sigma và gia cố thêm hai sợi pi. Mặc dù sigma có bền hơn pi thật đấy, nhưng ở đây được tăng cường thêm sợi pi. Vậy tổng thể muốn đứt cả hai cái sợi này ra thì phải mất công mất sức hơn so với một sợi sigma, và đứt ba sợi ra thì còn mất công mất sức nhiều hơn. Vậy đầu bền liên kết ba phải là bền nhất, nhưng không có nghĩa là liên kết ba phản ứng tốt nhất, liên kết đơn phản ứng kém nhất, hay ngược lại nào. Thực tế thấy rằng ankan phản ứng dễ nhất, vì trong cùng điều kiện đấy ankan chưa tham gia vì chưa đứt liên kết sigma thì ankan đã phản ứng rồi, đúng không ạ? Vì vậy ta thấy là ankan không bị trơ, trong khi đó ankan thì bị trơ vì ankan chỉ có sigma thôi. Ankan và ankin có pi đứt ra dễ hơn, nhưng sau khi đứt pi xong thì vẫn còn sợi sigma. Vậy các em chú ý thầy độ bền hai loại này. Một, và thầy sẽ giúp các em ôn lại là tại sao liên kết sigma lại bền hơn liên kết pi. Điều đó được giải thích bởi nó sự xen phủ orbital. Sự xen phủ orbital. Orbital được kêu là AO. Thứ nhất, tại sao sigma bền? Vì sigma ở đó là tạo từ về sự xen phủ trục. Xen phủ trục. Vậy thì thế nào là xen phủ trục? Tức là trục của hai AO liên kết. Trục của hai AO tham gia liên kết. Chỗ này vừa rồi nhiều bạn đọc kêu khó vì lớp 10, tôi quên. Các nhớ cơ bản thôi. Tí nữa để làm đề thi đại học thì kẹp cực kỳ đơn giản. Các em chỉ nhớ khái niệm và áp dụng bài tập kinh nghiệm của thầy. Thầy sẽ dạy mẹo cho các em làm rất nhanh. Trục của hai AO liên kết trùng với đường nối tâm của hai nguyên tử. Đường nối tâm của hai nguyên tử. Đường nối tâm của hai nguyên tử tham gia liên kết. Vậy thì xen phủ trục sẽ có những tình huống nào? Và nhớ rằng xen phủ trục này sẽ là tạo liên kết sigma bền. Liên kết sigma bền. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có những trường hợp nào ở đây trong là xen phủ trục? Chúng ta sẽ học ở đây chủ yếu ba hình dạng orbital. Thứ nhất, orbital S hình cầu. Và nếu là hình cầu thì vô số trục chỉ cần đi qua tâm. Orbital P hình số 8 nổi. Thầy có thể ôn lại cho em một chút hình nhé. Trước khi vẽ hình thì em nhớ là orbital S hình cầu thì các em thích vẽ đâu cũng được, nghĩa là đi qua tâm. Một trục này, hai trục này, ba trục, kiểu gì cũng xong. Orbital P thì là hình số 8 nổi. Về mặt hình học thì ta thấy là có hai trục, trục thật và trục đúng. Nhưng về mặt hóa học thì orbital P chỉ có một trục thôi, đi qua tâm này và đi qua nhiều điểm nhất ở đây. Trục ngang, trục dọc để không tính. Đây chưa tâm nguyên tử này, các em chú ý. Một orbital chỉ có một tâm, đó chưa tâm của nguyên tử. Và một orbital nữa ít, rất ít bạn nhớ, đó là orbital như này, đúng không? Rất ít bạn nhớ orbital này. Một đầu to, một đầu nhỏ. Và orbital này cũng chỉ có một trục thôi. Đây là orbital AO lai hóa. Đấy. Như theo trường lớp, một cảm lớp chỉ có vài bạn nhớ được orbital lai hóa thôi. Không sao, tiếp theo ta sẽ làm bài tập nhé. Vậy thì xen phủ trục chúng ta sẽ xuất hiện như trường nào? Thứ nhất là S với S hoặc là S với P, vân vân. Rõ ràng đây là hai trục trùng với nhau chưa? Trùng với đường nối tâm. Trường thứ hai, đây là S với S. Thầy sẽ vẽ tất cả tình huống ra. Trường thứ hai là gì? S với P. S với P. Đây sẽ xen phủ S với P. Tất cả liên kết này tạo liên kết sigma hết, S với P. Trường thứ ba có thể là P với P. P với P. Đây là P thứ nhất. Và tiếp theo, P thứ hai. Đây là P với P. Các em thấy ngay không? Đường nối tâm này và trục nằm trên một đường luôn. Và thứ ba, lại đừng quên, lai hóa với các orbital khác nhau. Orbital lai hóa với orbital S. Đây là lai hóa. Lai hóa gì? Có thể là SP, có thể SP2, có thể là SP3. Tí nữa ta ôn lại. Hoặc là orbital lai hóa
như bạn bảo tránh lai hóa ra không hợp lai hóa, nhưng thầy nói thật lai hóa kiểu gì cũng phải có cho bề trong các liên kết hợp trận cơ. Lai hóa với octan P thuần khiết. Và trường hợp cuối cùng là lai hóa với lai hóa. Octan lai hóa thứ nhất này. Và octan lai hóa thứ hai này. Đấy. Vậy thì tất cả các hình thù trên bảng này các em nên biết, vì đi thi ra sẽ vẽ hình, không bắt em vẽ, vẽ phải ra hỏi, đúng không ạ? Vậy thì tất cả này em thấy không? Đặc điểm đây đều là xem phụ trục, và tất cả liên kết này, xem phụ này đều liên kết sigma hết. Đấy, sigma hết. Sang loại xem phụ thứ hai, B, đó là xem phụ bên. Để xem phụ bên phải đảm bảo được hai điều kiện, đó là gì? Trục của hai AO liên kết, trục của hai AO liên kết song song với nhau và cùng vuông góc với đường nối tâm, đường nối tâm của hai nguyên tử tham gia liên kết. Như vậy có hai điều kiện, trước tiên là phải song song với nhau để tạo thành một mặt phẳng, đúng không ạ? Thứ hai là cùng vuông góc với đường tâm, và xen phủ này chắc chắn chỉ tạo ra liên kết pi. Cứ khi nào mình có liên kết pi trong phân tử hữu cơ chỉ có thể xen phủ pi, đúng không ạ? Tạo ra liên kết pi kém bền. Do cái đặc thù xen phủ như thế, liên kết pi nó kém bền, chúng ta không đi quá sâu. Trục thứ nhất, trục thứ hai, rõ ràng hai trục này song song nhau. Giả sử ở đây là đường nối tâm, tâm thứ nhất, tâm thứ hai, thì xen phủ này trong chương trình đã học chỉ có duy nhất là P với P thôi, mà P là octan hình cầu, à hình số 8 nổi, octan P thứ nhất, octan P thứ hai. Tập P thứ hai. Vâng. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay, đây là xen phủ nhất, xen phủ thứ hai. Về đây là xen phủ P với P, và liên kết này gọi là liên kết pi. Vùng xen phủ liên kết pi là có hai vùng, nhưng nó kém bền hơn vì do sự chuyển động nó khó khăn hơn. Và cái mặt phẳng mà chứa cả hai octan pi này, hai đường thẳng song song xác định mặt phẳng, thì mặt phẳng này người ta gọi là mặt phẳng pi, mặt phẳng chứa liên kết pi. Thì đây là những kiến thức trọng tâm nhất của phần liên kết. Và sau đây phần cuối cùng của tiết này, thầy sẽ muốn em lưu ý một phần nữa là phần lai hóa octan, một phần rất khó. Trước khi sang phần tiếp theo là phần lai hóa octan mục C nhỏ, thì thầy muốn chốt lại em kiến thức về phần liên kết sigma và liên kết pi, để tránh khỏi là nhiều bạn nghe lai hóa xong khó quá bỏ luôn cả phần thì nguy hiểm. Thực ra lai hóa sẽ rất ít khi bị hỏi, thầy thì đề phòng những bạn nào cố gắng vấn điều 9-10 điểm cao tuyệt đối cơ, thì thầy vẫn dạy. Và khi dạy thì cố gắng dạy mẹo. Thì chốt lại ở phần vừa rồi là lai hóa. Trước khi lai hóa là phần liên kết, chúng ta có xen phủ bên và xen phủ trục. Xen phủ trục tạo liên kết sigma và xen phủ bên tạo liên kết pi. Vậy thì chúng ta sẽ có một bài thi đại học rất hỏi dễ là gì? Họ cho chúng ta một công thức phân tử, hỏi rằng công thức phân tử này có bao nhiêu sợi sigma, bao nhiêu sợi pi. Vậy chúng ta làm bài tập số 2 cho thầy. Ta cho này, tính xem là trong phân tử, trong phân tử Naphthalene thì có bao nhiêu sợi sigma, có bao nhiêu sợi pi. Đấy, bao nhiêu liên kết sigma và bao nhiêu liên kết pi. À thế vậy thì nhiều bạn phải nhớ công thức Naphthalene là gì? Công thức phân tử của nó này, C10H8. Nhiều bạn không nhớ đâu, nhưng mà không nhớ bạn vẫn làm được. Vì sao? Bạn nhớ cái cấu tạo đặc thù của nó. Công thức cấu tạo của nó này gồm có hai vòng benzen khép lại với nhau, đúng chưa? Hai vòng benzen khép lại với nhau, tức là thằng này hay nói là vui là thằng này rất thơm đấy, hai vòng thơm ghép với nhau. Nhưng mà cấu tạo này chẳng giúp gì cho mình tính liên kết sigma pi cả. Vậy phải cụ thể ra, đúng không? Cụ thể ra như sau. Mặc dù công thức này không chuẩn bằng công thức trước nhưng nó lại giúp dễ đếm hơn. Thứ nhất, một cái vòng thơm này chính là ba liên kết pi liên hợp. Vậy thì có chữ liên hợp đấy. Liên hợp một cách thô sơ nhất, dễ hiểu nhất là đôi, đơn, đôi, đơn, đôi, đơn. Vòng nhất thơm nghe liên hợp kín. Vòng thứ hai, nếu bạn nào cố tình viết nó đôi ở đây này, thì thấy ngay hóa trị là 1, 2, 3, 4, 5. C này sai, C này cũng sai, hóa trị thừa. Vượt. Nếu bạn nào viết ở đây, thì C này cũng hóa trị sai, 1, 2, 3, 4, 5. Tức là chưa thèm điền hydro, đã hóa trị 5 rồi, vậy cũng sai.
Vậy thì vòng thứ hai muốn có đôi bắt đầu phải từ đây. Và cách một đơn kết đơn đến đây. Chỗ này không có. Vậy thì dẫn đến là chuyện là gì? Một bạn nghĩ là vòng thơm gồm một nhân thơm có 3 liên kết pi thì hai nhân thơm phải 6 liên kết pi. Em đã mắc bẫy rồi. Thực ra vòng thơm này chỉ có 5 liên kết pi chia đều cho hai vòng. Như vậy, câu thứ nhất thì trả lời luôn là có 5 liên kết pi. À, 5 liên kết pi, đúng chưa? Vòng thì có 2 rồi không nói, thầy chỉ hỏi liên kết sigma thôi. Vậy thì chỗ này là một điểm C này, đây là C này, chỗ này đủ hóa trị rồi. Thì chỗ này là C liên kết với H, chỗ này không còn hydro nữa, đúng không ạ? Đấy, H này H alpha đây, nếu bạn nào nhớ bài. Tiếp theo đây cũng còn một H. Tiếp theo đây cũng một H. Chất này cũng còn một H, C1H, 1H. Tại sao vậy H làm gì? Để kèm đếm công thức phân tử là 1, thứ hai phải đếm liên kết sigma. Đấy. Vậy thì 5pi, bao nhiêu sigma? Một vòng là 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vòng thứ hai chỉ tính 5 thôi nhé, với chung cạnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 cộng 5 là 11. 11 cộng với 8 hydro xung quanh, 8 liên kết sigma. Vậy thì sẽ có là 11 cộng 8 là 19 liên kết sigma. Đấy. Một bài đơn giản này thôi, cũng chính là một câu thị học khá khó cho nhiều bạn rồi. Vậy thì em chốt lại nhé. Một đôi gồm sigma và một sợi pi. Đừng có quen tính nó đôi, bỏ hết liên kết sigma đi. Là đã xong bài tập này. Chúng ta sang phần 2 nhỏ. Trong phần đó là sự lai hóa orbital. Orbital. Khái niệm các em phải tham khảo kỹ như thầy nghĩ rồi. Tôi đã không sâu thế vì các em quên ngay mà. Lai hóa là gì? Là sự tổ hợp của các orbital liên kết để tạo ra các orbital lai hóa. Đúng không? Vậy thì các AO lai hóa hình dạng đều giống nhau ở chỗ nào? Hình dạng đều là một hình đầu to, một đầu nhỏ. Cái đầu phình ra sẽ là đầu mà tham gia sen phủ, tham gia liên kết. Đầu teo lại sẽ là đầu không tham gia sen phủ, không liên kết. Hình dạng. Thứ hai, đặc điểm là gì? Đặc điểm. Đặc điểm. Vì đã là lai hóa rồi, đã là lai hóa thì một đầu to đầu nhỏ, thằng này sẽ không thể sen phủ bên, vì sen phủ bên phải có hai vùng sen phủ. Vậy thì thằng này một đầu to nó sen phủ thôi, đầu nhỏ không sen phủ được. Từ đó suy ra AO lai hóa, nhớ đặc điểm này nhé, chỉ tạo liên kết sigma, chỉ tạo ra liên kết sigma bằng cách sen phủ trục. Như vậy thì hữu cơ dễ hơn vô cơ nhiều chỗ này. Bây giờ thầy bắt em vẽ một phân tử, các em chỉ quan sát thầy nó có sigma hay không, và bao nhiêu sigma thì sẽ là có bấy nhiêu AO lai hóa tham gia sen phủ. Còn lại cái sợi pi chắc chắn phải do P. Một nguyên tử carbon có 4 orbital, vì tại sao có hóa trị 4? Em đếm với thầy tất cả sợi sigma đây, rồi đến 4 trừ đi, em sẽ ra sợi pi. Nói thế phải làm bài cụ thể mới nhớ được. Vậy thì chúng ta có những lai hóa nào? Thứ nhất là lai hóa SP3. 1S với 3P tạo thành 4 điểm. Đúng không? Ta nhớ thế, 1 với 3 là 4. Vậy thì 4 điểm trong không gian thì hình nào sức căng bé nhất? Một là hình vuông, hai là hình tứ tiện đều. Hình vuông sức căng lớn hơn hình tứ tiện đều. Vì vậy người ta hay nói lai hóa này là lai hóa tứ tiện đều. Và góc liên kết của nó góc vào khoảng 109 độ 28 phút. Đây các bạn nhớ lớp 10 bạn quên, thì ta nhớ thắc lại thôi. 109 độ 28 phút. Điển hình lai hóa này là phân tử metan, hay thầy có thể mở rộng ra tất cả họ nhà ancan. Vậy thì thằng này 1 sigma này, 2 sigma này, 3 sigma, tổng số liên kết sigma là 4 liên kết sigma. Như vậy là đúng 4, đúng chưa? 4 nó metan lai hóa. Vậy là P3 tứ tiện đều. Chúng ta phải ép vẹt một chút. Đây là tứ tiện đều. Trong đó tâm của hình tứ tiện đều này chính là nguyên tử carbon. 4 orbital lai hóa, 1, 2, 3, 4 thằng sigma, 4 orbital lai hóa đều hướng về 4 đỉnh tứ tiện đều, thằng thứ nhất, thằng thứ hai, thằng thứ ba và thằng thứ tư. Xong. 4 orbital lai hóa sẽ sang phủ với 4 nguyên tử hydro. Hydro là hình cầu, ví dụ hydro là orbital S. Một S thứ nhất, orbital S, hình cầu. Sigma, sigma và cuối cùng là sigma. Như vậy thì
Rõ ràng em thấy ngay là 4 nhiêu sen phủ này là 4 liên kết sigma, và góc liên kết đây là 109 độ 28 phút, là góc giữa hai trục orbital 109 độ 28 phút. 109 độ 28 phút. Và các em chú ý thêm một chút nữa, đó là sau khi vẽ xong thấy rằng là không bao giờ chuyện 4 nguyên tử hydro đồng phẳng và lại không nằm trên một mặt phẳng đâu. Chỉ có tối đa là 3 nguyên tử hydro nằm trên một mặt phẳng đáy hoặc mặt phẳng bên cạnh thôi. Các em hiểu chưa? Vì vậy các em không học lai hóa 100% nhưng đi thi người ta vẫn có thể hỏi câu hỏi là gì? Mệnh đề đúng hay sai? Các nguyên tử hydro đồng phẳng là sai. Ta sang lại lai hóa thứ hai là SP2. Lai hóa là lai hóa tam giác đều vì 1 cộng 2 là 3 điểm. 3 điểm trong không gian đối xứng nhất là hình tam giác đều, không thể hình nào khác được, đúng không? Tam giác đều. Và góc ở tâm tam giác, góc ở tâm này đi vào 3 đỉnh, tức là bằng 30 độ. Góc liên kết sẽ bằng 360 độ chia đều cho 3 là góc 120 độ. Lai hóa này thường gặp ở đâu? Thường gặp điển hình là những phân tử anken có một nối đôi độc lập chỗ này. Để nhau ra, tách riêng rẽ ra một anken. Vậy thì các em tính là hai carbon, thì carbon thứ nhất này, carbon thứ hai, xung quanh mỗi carbon mới liên kết sigma 1, 2, 3, 3 thì SP2. Cứ nhớ thầy, 4 thì SP3 là 1 cộng 3, 4 này. Các nhớ mẹo rất nhanh. Vậy thì hai carbon là 1, 2, 3, 1, 2, 3, cả hai carbon đều như nhau, đều là SP2. Và em sẽ thấy ngay đều là SP2, như vậy thì em nhớ là nó tạo thành 3 đỉnh của tam giác đều. Các em tự tự luôn, góc thứ nhất này, đỉnh 1 này, đỉnh 2 này, đỉnh 3 này. Vậy thì vẽ như sau. C1 ở đây, orbital lai hóa thứ nhất. Và orbital lai hóa thứ hai thì góc đó cố gắng vẽ tương đối 120 độ vào. Thì orbital lai hóa thứ hai đây, thứ ba đây. Sao? Thì đây là nguyên tử C thứ nhất. Ba thằng này, ba đỉnh của một tam giác đều đây, đúng chưa? Carbon thứ hai cũng tương tự như vậy. Một này, hai này, chưa? Vậy thì đã xong 3 orbital lai hóa của carbon lai hóa thứ hai. Bây giờ chúng ta đã vẽ xong được một liên kết thứ nhất là liên kết sigma giữa C với C. Chúng ta còn lại hai liên kết sigma của một C với H nữa. Và bên kia cũng tương tự. Và chính do đặc điểm lai hóa này, tôi thấy ngay là gì? Cả 6 nguyên tử C và H này đều nằm trên một mặt phẳng. Đó là gọi là mặt phẳng phân tử hay gọi là mặt phẳng liên kết sigma. Và ta đến ngay, chúng ta đủ 5 liên kết sigma. Và như thầy nói, carbon hóa trị 4 nó vẫn còn một gạch nữa, vẫn còn một sợi pi chưa vẽ. Vì sao? Tổng có 4 metan mà hiện nay chúng ta mới vẽ thì có 3 AO SP2 thôi. Vậy thì 4 trừ đi 3 còn lại 1. 1 đó chính là orbital P. Thầy vừa ôn cho các em sen phủ bên rồi. Cái pi này chỉ tạo bởi sen phủ bên, mà sen phủ bên phải là của P thuần khiết. Cái P bao giờ cũng vuông góc với cái lai hóa. Vì vậy thì đây là tâm của carbon thứ nhất. Chúng ta còn một thằng P nữa, P thuần khiết. Carbon thứ hai cũng thế, còn một P nữa thuần khiết. Và hai P này hiện đang vuông góc với liên kết sigma và cùng song song với nhau. Như vậy nó sẽ sen phủ liên kết bên, sen phủ bên với nhau tạo thành liên kết pi. Và nhìn hình này thì hơi phức tạp quá, thành ra họ thể tách riêng ra. Đó là hình tách riêng liên kết pi ra bằng cách là không vẽ sigma nữa, chỉ vẽ pi thôi. Thì đây chính là công thức của liên kết dạng pi này. Hai C để vẽ gần nhau lên, mỗi C còn lại 10 tan P nữa. Đây là một C thứ hai cũng thế, 1, 2. Đây, thì đây chính là liên kết pi tách rời nhau. Hai hình vẽ, một hình vẽ tất cả chồng vào nhau, một hình tách ra hai liên kết pi. Thầy đã minh họa cho em một ví dụ thứ hai về liên kết sen phủ SP2, lai hóa SP2. Trường thứ ba C, đó là gì? Sen phủ hay là lai hóa SP3
lai hóa SP3 rồi thì lai hóa SP 2 điểm thì tạo thành một đường thẳng thôi. Và lai hóa này ta gọi là lai hóa đường thẳng. Đường thẳng. Và góc liên kết ở đây, góc liên kết vào là 180 độ. 180 độ. Lai hóa này thường gặp ở đâu? Điển hình là ankin. H C C C H. Vậy thì hai nguyên tử carbon là C1 C2 thấy ngay giống nhau ở chỗ là hai liên kết này, hai cái C này chỉ có hai liên kết sigma. Hai sigma thì gần hai A lai hóa. Hai A lai hóa tức là SP. Vậy thì 4 trừ đi 2 nó sẽ còn lại 2 AOP không lai hóa sẽ tạo ra hai liên kết P. Vậy ta vẽ hình như sau. Đấy. C thứ nhất. Đây. Orbital lai hóa thứ nhất của nó này. Xong. Orbital lai hóa thứ hai nó sẽ hướng về góc bên kia. Vậy thì đây là 2 AO lai hóa chuyển 1 AO. C thứ hai cũng không khác gì cả. Thứ nhất. Xong. Thằng thứ hai. Đây. Đây là C thứ hai. Như vậy là hai tâm. Tiếp tục xem phủ chụp với hai nguyên tử hydro theo đường thẳng. Vì xem phủ chụp mà, sigma mà. Như vậy là cả bốn nguyên tử này nằm trên một đường thẳng. Chúng ta thấy là mỗi carbon còn hai AOP mà P thì bao giờ vuông góc với nhau và vuông góc với lai hóa. Một P vẽ thẳng này thì không sao. Nhưng nếu hai P thì vẽ một P thứ nhất vẽ thẳng, vẽ thứ hai rất khó vẽ. Vậy thì để vẽ 2P vuông góc nhau thì vẽ chéo đi. Thằng nhất chéo. Thằng thứ hai cũng chéo lại. Vẽ chéo nhưng tự hiểu là vuông góc với nhau và vuông góc với orbital lai hóa. Và P thì là hình số 8 nổi đối xứng. P nhất. P thứ hai. Carbon thứ hai cũng thế, bởi thầy vẽ chậm một chút. Thằng này cũng vuông góc và hai thằng này song song với nhau. Thì hai orbital P này sẽ xen phủ bên với nhau tạo liên kết P. Đây, một sợi P nhất đây. Thầy đã vẽ xong một sợi P nhất. Còn sợi P thứ hai. Đây là P thứ hai. Vậy đây là hai liên kết P liền. Được chưa? Như vậy là thầy đã minh họa cho em toàn bộ phân tử với lai hóa SP3, SP2 và SP. Vậy thì thầy sẽ dạy mẹo và chú ý một chút khi tính lai hóa. Chú ý. Khi anh muốn tính lai hóa thì rất dễ, tính lai hóa carbon. Tính lai hóa của carbon. Carbon thôi, trong hợp chất hữu cơ ta chỉ carbon thôi. Thì em đếm gì? Đếm cho thầy số liên kết sigma. Số liên kết sigma của một carbon. Không cần nhiều quy tắc. Nếu tổng này bằng 4 thì em trả lời luôn SP3 hướng về 4 đỉnh thiện đều. Nếu tổng này bằng 3 em nói luôn SP2. Và nếu tổng này bằng 2 ta trả lời luôn lai hóa SP. Việc gì phải bỏ. Có thể nhiều bạn không vẽ nổi hình nhưng thầy khuyên đi thi đáp án là phải đọc được. Thầy lấy bài tập số 3 làm ví dụ. Bài tập 3. Cho biết trạng thái lai hóa của các nguyên tử carbon trong hợp chất sau. Cho biết trạng thái lai hóa của carbon trong hợp chất sau. Thầy có hợp chất thứ nhất là CH3 này CH nối đôi CH nối 3 C nối đôi CH 2. Thầy đơn cử xem này. Điền hiệu vào thầy. Đánh số cho các em quen. 1 2 3. Không đánh số thì các em hiểu nhầm là A B C D E F G H K. Thằng này A như nhau. Được chưa? Hai thằng giống nhau mà. Vậy thì CA là liên kết lai hóa gì? 3 hydro này chính là 3 liên kết sigma cộng với 1 đây là 4. Như vậy thằng này là SP3. Hoặc bạn nào không tính không ăn bạn không làm thế. Tổng carbon là 4. Chẳng thấy liên kết pi nào cả thì 4 trừ 0
chính là bằng 4, 4 liên kết sigma. Thằng thứ hai cũng thế này, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 1 thì là 4 sigma. Vật chất thứ hai cũng là sp3. Tiếp theo, 1 sigma, 1 thiêu là 2, cộng với 1 sigma bên cạnh nữa. Vậy thì thằng này là mới chỉ có 3 sigma thôi. 3 liên kết sigma, vậy thằng này là sp2. Hoặc nhiều bạn hay tư duy kiểu khác là 4 trừ đi 1 liên kết pi, vậy lại gọi lại là 3 sigma. Tiếp tục như này cũng thế, 1, 2, 3. Vậy thì đây cũng là sp2. Đếm tất cả liên kết sigma thôi. Chất này 1 cộng 2, 2 thằng này sẽ là 1 cộng 1 là 2 này, sp. Chất này cũng là sp. Carbon F, carbon G, 1 sigma cộng với 2 sigma cộng 1. 1 sigma này 2 này, 1 hydro là 3 này, vậy là sp3. Chất này muốn lừa các em, tránh nói cứ liên kết đôi là sp2, không bị sai. Hai liên kết đôi nhau lại khác, 1 sigma này, 1 sigma là 2, vậy thằng ở giữa này lại chỉ có sp thôi, bên thẳng. Và thằng cuối cùng, 1 sigma, 2 hydro là 3, vậy là sp3, sp2. Chỉ cần dựa quy tắc này là các em có thể đọc đáp án rất dễ, không cần phải quá sâu về mặt kiến thức. Như vậy ở tiết 1 này, thầy trò chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu những phần rất quan trọng trong bài mở đầu hữu cơ. Trong đó gồm gì? Khái niệm hợp chất hữu cơ, dù dễ nhưng phải nắm chặt chắc. Hai là phần quan trọng nhất của đó là liên kết trong hợp chất hữu cơ. Đó là gì? Là liên kết của hóa trị. Đó là gì? Là sự xen phủ bên và xen phủ trục. Và cái tư duy cao nhất đó chính là lai hóa oxytan. Và trong phần lai hóa này thì tối thiểu nhất các em phải làm được cái bài tập đọc lai hóa cho thầy. Cái chuyện vẽ hình thì các em có thể nhận dạng cho thầy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở sang tiết số 2 của bài đại cương hữu cơ.